Thưa quý vị, thưa các bạn, phát huy truyền thống tốt đẹp đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, những thế hệ đi sau luôn khắc ghi sự hy sinh và tri ân đến với các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương bệnh binh, người có công với cách mạng. Và nhân dịp này, cùng với đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, phóng viên của chúng tôi đã đến thăm các gia đình chính sách trên địa bàn quận. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng tôi đang đến thăm nhà ông Đặng Ngọc Ước tại khu vực 2 phường Trà An. Ông là thương binh 1/4, ông đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ và bị thương tại chiến trường Tây Nam Bộ ở tỉnh Cà Mau. Bị thương với 85% do chiến tranh để lại, nhiều năm nay ông Đặng Ngọc Ước phải chống chọi với những cơn đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Và cách đây 3 năm, sức khỏe suy kiệt nên ông bị tai biến phải nằm một chỗ. Mọi việc trong nhà đều trông cậy vào bà Dương Thị Minh Châu quán xuyến. Tôi cũng cảm ơn cái sự quan tâm của các cấp các ngành. Những người đi người ta không còn trở lại, nhưng mà ông này ông còn đưa được cái đầu về là mình cũng quý rồi. Thưa quý vị và các bạn, sau khi rời khỏi gia đình ông Đặng Ngọc Ước thì đoàn chúng tôi sẽ đến thăm một số gia đình chính sách khác trên địa bàn quận Bình Thủy. Năm nay tuy đã 89 tuổi, nhưng đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bửu vẫn còn rất minh tường, mạnh khỏe. Đồng đội thường gọi ông với cái tên thân mật, anh Hai Tân, qua 5 lần bị thương tại chiến trường Tây Nam Bộ ở tỉnh Cà Mau. Những lần vào sinh ra tử đã thể hiện ý chí kiên trung của người cách mạng. Để tôn vinh công lao đó, năm 1970, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cái nhà ở nè thì cũng có lực lượng bên không quân cũng ủng hộ để ổn định nhà cửa này kia đó. Thì nói chung là cũng phấn khởi thôi. Để có cuộc sống khang trang như hôm nay, bà Nguyễn Thị Điệp, vợ liệt sĩ Lý Phước Hận, cũng đã trải qua không ít khó khăn khi chồng mất lúc bà mới 26 tuổi. Vừa phải nhận nhiệm vụ cách mạng, vừa phải chăm sóc hai con còn nhỏ, nhưng bà vẫn kiên cường nuôi con khôn lớn thành tài. Đóng góp cho cách mạng cũng nhiều quá rồi, thôi bây giờ mình ở đây coi như mình đã yên ổn. Hồi hai đứa nhỏ này còn thì ấy nó khó khăn, chứ giờ nó có gia đình hết rồi nó tự nó sống cũng được. Dịp mà 27 tháng 7 thì đi thăm những cái gia đình chính sách, bản thân tôi rất là cảm kích đối với lại cái tinh thần vì nước quên thân quên mình của các cô chú. Bản thân tôi phải có trách nhiệm cùng với lại các hội đoàn thể tuyên truyền giáo dục truyền thống cho cái lớp trẻ trên địa bàn của quận luôn luôn phải có cái tinh thần uống nước nhớ nguồn. Hiện nay trên địa bàn của Bình Thủy còn hai mẹ Việt Nam anh hùng và 1.138 trường hợp là đối tượng chính sách người có công. Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, góp phần động viên và làm dơi dịu nỗi đau do chiến tranh để lại trong các gia đình. Đồng thời, các hoạt động cũng nhằm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc.